thiên ý mến chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh HJD News. Xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Mỹ không cho phép bất kỳ gián đoạn việc hỗ trợ cho Ukraine. Ông Medvedev đe dọa London. Binh lính Anh ở Ukraine là mục tiêu hợp pháp của Nga lực lượng Wagner không còn gây ra bất kỳ mối đe dọa chiến thuật nào trên tiền tuyến Ukraine. Không quân Ukraine ồ ạt oanh tạc vào trại tập trung lính và sở chỉ huy Nga. UAV bay rợp trời bắt mất, HIMARS kết hợp cùng pháo M777 và bom JDAM xóa sạch thiết giáp cùng các trung tâm chỉ huy Nga. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Mỹ không cho phép bất kỳ gián đoạn việc hỗ trợ cho Ukraine. Quý vị thân mến, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đưa ra tuyên bố liên quan đến việc Hạ viện và Thượng viện thông qua dự luật ngân sách tạm thời. Ông lưu ý rằng, động thái này đã ngăn chặn một cuộc khủng hoảng không cần thiết, có thể gây ra đau khổ không đáng có cho hàng triệu công dân Mỹ. Ông nói, dự luật này sẽ đảm bảo rằng các quân nhân sẽ tiếp tục được trả lương, du khách sẽ không bị chậm trễ ở sân bay hàng triệu phụ nữ và trẻ em sẽ được tiếp cận hỗ trợ về dinh dưỡng và nhiều vấn đề khác, vân vân. Đây là tin tốt cho người dân Mỹ. Tổng thống Mỹ lưu ý rằng, mặc dù Chủ tịch Hạ viện và đại đa số thành viên Quốc hội ủng hộ Kiev, nhưng ngân sách tạm thời này không cung cấp tiền cho Ukraine. Ông Biden tuyên bố, trong mọi trường hợp, chúng ta không thể cho phép sự gián đoạn trong việc hỗ trợ Ukraine. Tôi tin tưởng rằng, Chủ tịch Hạ viện sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với người dân Ukraine và sẽ đạt được thỏa thuận về sự hỗ trợ cần thiết để giúp Ukraine trong thời điểm quan trọng này. Như đã đưa tin, thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua khoản tài trợ tạm thời 3 giờ trước khi chính phủ liên bang đóng cửa, dự luật cho phép chính phủ tiếp tục mở cửa trong 45 ngày, giúp hạ viện và thượng viện có thêm thời gian để phê duyệt nguồn tài trợ cho chính phủ. Vào ngày 30 tháng 9, theo giờ Mỹ, Hạ viện đã bỏ phiếu với 335 phiếu thuận và 91 phiếu chống để thông qua khoản tài trợ tạm thời. Hạ viện sẽ tiếp tục làm việc vào đầu tuần này. Ông Medvedev đe dọa London, binh lính Anh ở Ukraine là mục tiêu hợp pháp của Nga. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố rằng binh lính Anh làm nhiệm vụ huấn luyện quân đội Ukraine ở Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp của lực lượng Nga, cũng như các nhà máy sản xuất tên lửa Taurus của Đức. Ông Medvedev, hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, vào ngày 1 tháng 10 cho biết những bước đi như vậy của phương Tây đang khiến cho Thế chiến thứ ba đến gần hơn. Cụ thể, trong một bài đăng trên Telegram, ông Medvedev lần đầu tiên hướng sự giận dữ của mình tới Bộ trưởng Quốc phòng Anh mới được bổ nhiệm, là ông Grant Shapps, người đã nói trong một cuộc phỏng vấn trên báo rằng, London muốn triển khai các giảng viên quân sự đến Ukraine để huấn luyện binh lính nước này, bên cạnh việc vẫn huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine ở Anh hoặc các nước phương Tây khác. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh nga Dmitry Medvedev cảnh báo số lượng lãnh đạo ngu ngốc tại các nước NATO tiếp tục tăng lên, mới nhất là Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps, người quyết định triển khai các khóa huấn luyện trên lãnh thổ Ukraine. Điều đó sẽ biến các binh sĩ Anh trở thành mục tiêu hợp pháp với quân đội Nga. Theo ông Medvedev, binh lính Anh hiện diện ở Ukraine sẽ bị hủy diệt không thương tiếc, với tư cách là chuyên gia của NATO, chứ không phải lính đánh thuê. Ông Medvedev sau đó đã chuyển sang chỉ trích Đức và những người muốn Berlin cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Taurus có thể tấn công một lãnh thổ của Nga, đồng thời cố gắng hạn chế nguồn cung cấp của Moscow cho quân đội của nước này. Ông Medvedev nói, họ nói rằng điều này phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong những trường hợp đó, việc tấn công vào các nhà máy sản xuất những tên lửa này của Đức cũng sẽ hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế. Những kẻ ngu ngốc này đang tích cực đẩy chúng ta tới Thế chiến thứ ba. Vì quan chức Nga nói thêm, giới chức Đức đến nay vẫn chưa quyết định cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine, bất chấp những lời kêu gọi từ phía Kiev. lực lượng quân đội không còn gây ra bất kỳ mối đe dọa chiến thuật nào trên tiền tuyến Ukraine. Ukraine ghi nhận các trường hợp cá biệt về các chiến binh của nhóm quân đội quay trở lại chiến đấu ở Ukraine, nhưng họ không còn gây ra bất kỳ mối đe dọa chiến thuật nào nữa. Theo phóng viên của Ukrainform, Elia Yeslav, người phát ngôn của nhóm quân phía đông của lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết điều này trên truyền hình Ukraine. Thưa quý vị, ông Ilya Yeslav nói, đây là tàn tích của những chiến binh còn sót lại sau khi Wagner bị đánh bại vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè này. Tất nhiên, hầu hết những tội phạm chiến tranh và những kẻ giết người đó, sau khi trại của chúng tôi bị dỡ bỏ ở Belarus, họ đã đến châu Phi. Một số trong số họ đã về nước và một số người trong số họ đã chết trên đất Ukraine. Nhưng đây là những trường hợp khá cá biệt. Chúng tôi đã ghi nhận một số trường hợp như vậy họ đến giữ một số chức vụ như là quản lý và huấn luyện nhưng họ không còn gây ra bất kỳ mối đe dọa chiến thuật nào và sẽ không giúp ích được gì cho nước nga ông Ilya Yezlav cũng cảnh báo rằng với những kẻ tù nhân theo phong cách Wagner đến nga sẽ có những vụ cãi vã và bạo loạn mới trong hàng ngũ khi điều này đã được chứng kiến khi lực lượng của Prigozhin đã tham chiến trong thời gian trước người đại diện nhóm quân phía đông Ukraine nói rằng tập đoàn quốc nợ đã bị phá hủy và họ sẽ không thể tiếp tục hoạt động như trước. Không quân Ukraine ồ ạt oanh tạc vào trại tập trung lính và sở chỉ huy Nga. Ukrainska Prada đưa tin, Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine trên Facebook báo cáo về tình hình chiến sự cho đến 18 giờ ngày 1 tháng 10, cho biết, không quân của Ukraine đã thực hiện 13 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung binh sĩ, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga. Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết, tổng cộng đã có 30 cuộc đụng độ được ghi nhận trong ngày. Lực lượng của Nga tấn công Ukraine một lần nữa bằng khoảng 30 UAV tấn công thuộc loại Shahed 136, Shahed 131 từ các hướng nam, đông nam và phía bắc. Phòng công Ukraine đã bắn hạ được 16 chiếc trong số đó. Tổng cộng, Nga đã thực hiện 8 cuộc không kích bằng tên lửa và 72 cuộc không kích, thực hiện 20 cuộc tấn công từ các hệ thống pháo, tên lửa phóng loạt vào các vị trí của quân đội Ukraine. Ở mặt trận Kupian, quân Nga đã tiến hành một cuộc không kích ở khu vực lân cận Ivanivka, tỉnh Kharkov. Ở mặt trận Lyman, Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga ở vùng lân cận Makivka, thuộc vùng Lukan. Trên mặt trận Bắc Mút, quân Nga cố gắng khôi phục các vị trí đã mất ở khu vực Andriivka ở Donetsk nhưng không thành công. Trên mặt trận Avdiivka, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của Nga tại các khu vực Stepov, Avdiivka và Vesel ở Donetsk. Trên mặt trận Marinka, Ukraine đã đẩy lùi thành công 8 cuộc tấn công xung quanh Marinka và Novo thuộc Donetsk. Trên mặt trận Zaporizhzhia Ukraine đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của Nga ở khu vực xung quanh Novo Darivka. Ở mặt trận Kherson, quân Nga tiến hành nhiều cuộc không kích, đồng thời lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục hoạt động tấn công trên mặt trận Melitopol và các hoạt động tấn công trên mặt trận Bakhmut, gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho lực lượng Nga và khiến đơn vị Nga kiệt sức trên toàn chiến tuyến. Trong 24 giờ qua, không quân Ukraine đã thực hiện 13 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga. Các đơn vị của lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã nhắm mục tiêu vào hệ thống tên lửa phòng không của Nga, một điểm chỉ huy, một kho đạn dược và 16 đơn vị pháo binh. UAV bay rợp trời băng mất, Hai kết hợp cùng pháo M777 và bom Jadam xóa sạch thiết giáp cùng các trung tâm chỉ huy Nga. Sau khi người Ukraine thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Klichukka và Arubka, đồng thời đẩy người Nga ra sau hàng rào tự nhiên và tuyến phòng thủ tiếp theo dưới hình thức kè đường sắt, người Ukraine bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch tấn công toàn diện tiếp theo với mục tiêu tấn công bắt mất từ phía Nam. Để bảo đảm chiến dịch tấn công thành công và lực lượng mặt đất xuyên thủng hàng phòng ngự của Nga dễ dàng hơn nhiều, quân Ukraine bắt đầu phá hoại hệ thống phòng thủ của Nga bằng cách phá hủy không chỉ các công sự của Nga mà còn cả pháo binh, xe tăng, hậu cần, sở chỉ huy, khu vực tập trung lực lượng và tuyến phòng thủ. Khu vực đầu tiên mà Ukraine tập trung làm việc là giữa Kodiemypka và Otrydipka. Các chiến binh Ukraine thuộc lực lượng vệ binh quốc gia đã công bố một đoạn video cho thấy họ tiêu diệt một xe bọc thép chở quân của Nga trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Mục tiêu thứ hai của những người điều khiển máy bay không người lái là một xe bọc thép đang sơ tán bên lính Nga. Các kiếp lái UAV trinh sát Ukraine cũng nhận thấy một chiếc xe tải được cho là chở quân Nga, đợi cho đến khi chất đầy bên lính và tấn công phá hủy nó. Những người điều khiển máy bay không người lái Ukraine từ lữ đoàn xung kích số 3 nổi tiếng cũng góp phần vào các cuộc tấn công, xác định một vị trí với những người điều khiển máy bay không người lái của đối phương và tiêu diệt nó chỉ bằng một phát bắn từ pháo M777. Khu vực thứ hai của cuộc tấn công là giữa Kodema và Klinov. Lực lượng đặc biệt Ukraine công bố đoạn video ghi lại cảnh họ săn lùng xe tăng Nga gần Chaisep Đồng thời, các tay súng Ukraine thuộc lữ đoàn cơ giới 24 trình diễn cách tiêu diệt thêm hai xe chiến đấu bọc thép, một trong số đó bằng đạn pháo Smart 155. Tiếp theo, những người điều khiển máy bay không người lái Ukraine từ các lữ đoàn 393, 93, 92 và 120 đã cùng nhau nỗ lực tiêu diệt toàn bộ hệ thống pháo binh của Nga xung quanh Klinov. Mục tiêu đầu tiên của họ là hệ thống pháo tự hành MSTAS, Mục tiêu thứ hai là hệ thống pháo tự hành MSTAS, một xe phục hồi bọc thép BTS-4, chiếc thứ ba pháo D-20 và chiếc thứ tư hệ thống súng cối lớn nhất thế giới Tiêu Plan. Cuối cùng, khu vực tấn công thứ ba nằm sâu hơn ở phía sau của tiền tuyến, nơi người Nga còn có nhiều vũ khí quý giá hơn. Do khoảng cách xa với các vị trí pháo binh của Ukraine, nên tất cả các cuộc tấn công ở đây đều được thực hiện với sự hỗ trợ của các đội HIMARS các máy bay chiến đấu của Ukraine thuộc lữ đoàn xung kích số 92 đã phát hiện và phá hủy hai hệ thống pháo bên gần Krynich, một pháo tự hành Zasimbi gần Popasna và cũng là một trung tâm hậu cần với thiết bị bí mật. Một làn sóng tấn công HIMARS khác được tiến hành trước đó một tuần khi quân Ukraine tập trung tiêu diệt hệ thống phòng không bớt của Nga. Hai hệ thống như vậy đã bị phát hiện và phá hủy gần trung tâm chỉ huy lực lượng dù của Nga. Một khi hệ thống phòng không bị tiêu diệt, trung tâm chỉ huy bị phá hủy chỉ bằng một quả bom thông minh JDAM. Nhìn chung trong 10 ngày qua, quân Ukraine đã phá hủy ít nhất 15 thiết bị của Nga, hầu hết là hệ thống pháo binh cũng như các khu vực tập trung sở chỉ huy. Tiêu diệt pháo binh địch là một trong những phần quan trọng nhất của quá trình chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công vì sự thành công của cuộc tấn công, phần lớn phụ thuộc vào việc các đơn vị xung kích có chịu được khỏa lực áp đảo hay không. Cho đến nay, động lực khá tích cực. Và theo các báo cáo mới nhất, lực lượng mặt đất Ukraine đã dần dần bắt đầu thử nghiệm tuyến phòng thủ tiếp theo của Nga trong khu vực này bằng cách triển khai các hoạt động trinh sát lực lượng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.